Xin chào các độc giả của kênh 14, đây là Suboy. Fly hay là fall mình cũng không biết. Cái hôm đó rất là kỳ, suy nghĩ vậy là mình fly hay là mình fall, because tại vì một số lúc người ta nhìn mình á giống như là có tất cả, giống như là thành công vang dội, giống như là ra ngoài truyền thông quốc tế. Nhưng mà bản thân mình ở ngay Việt Nam á, thì lại cảm thấy là mình chưa được công nhận ngay cái lúc đó. Tại vì cái album run của Su nó không có thành công lắm. Nhưng mà đối với Su nó là thành công. Tại vì đối với một người 22 tuổi cố gắng là làm cái này, làm cái kia, cố gắng tự đầu tư, cố gắng đưa nó ra tới công chúng, thì you know, thất bại là chuyện bình thường. Nhưng mà mình lại học được cái gì đó. You know, lúc đó khi mà bài ra đó thì nhiều người cũng nói là ồ, nhỏ này người Việt Nam, sống ở Việt Nam mà bài đặt nói tiếng Anh, bài đặt rap tiếng Anh rồi này kia. Nói chung là người ta cũng chỉ trích nhiều. Nhưng mà cái chỉ trích nó cũng khác hơn bây giờ. Nếu mà bây giờ mọi người quăng một cái clip ở trên mạng đó, thì mọi người sẽ đọc trực tiếp những cái comment đó luôn. Còn cái lúc đó là những người lớn hơn họ criticize, giống như là vì là Su lúc đó trong công ty anh Đức Chí thì có những cái nhạc sĩ đời you know, trước mình rất là lâu, và người ta cũng viết phê bình, thì Su thích nghe những cái lời phê bình đó hơn. Su cảm thấy là vừa 10 năm vừa rồi á, tất cả những gì Su làm đều hướng tới tuổi trẻ và những cái gì nên làm trong tuổi trẻ, giống như là mà chỉ là ý kiến riêng thôi nha, mình không nói là các bạn cũng giống tôi thì mới được. Nhưng mà Su cảm thấy cái độ tuổi 20 á, mình thử làm nhiều thứ. Mình làm rất nhiều, Su cũng làm rất nhiều. Su làm phim, thời trang, đi assist cho người quen, đi bưng đồ cũng được, rồi làm cái gì cũng được hết, chỉ là cần phải làm cái gì đó. Thì mỗi khi mình làm một cái gì đó mới, mình sẽ thấy được là nó hợp hay là không. Rồi cho tới bây giờ 30 tuổi thì Su khoanh vùng nó lại. Mình thấy là ok, những cái này nó đi hơi quá xa, hoặc là cái này nó chưa có đủ tới hay là gì kia. Mình sẽ phân vùng nó ra và mình sẽ xác định rõ là cái vùng ở giữa là cái gì, cái khả năng của mình nó tốt nhất. Đó, thì Su thấy tuổi 20 rất là quý ngay chỗ đó. Mình chả có cái gì cả, mình không có gì để mất cả. Mình có tuổi trẻ là tuyệt vời nhất. Cho tới hôm nay thì Su thấy là cái mà thay đổi nhiều nhất á, là cái thái độ nhìn cuộc sống. Tức là ngày trước Su tới với âm nhạc thì có nhiều cái để xả, đúng không? Mình có rất là nhiều cái tức gì đó. Nói chung là nguyện vọng thì chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà càng về sau thì Su cảm thấy là bây giờ mình nhẹ nhàng hơn. Mình tới với âm nhạc không phải để xả nữa. Nhưng sự những người nữ ở Việt Nam họ rất là tháo vát, họ rất là chịu khó. Su cảm thấy từ Bossy đó nó dán lên phụ nữ rất là không công bằng luôn. Người nam á, thì người ta lại này kia, thì mọi người bảo là ồ nó có quy quá ha, nó hoài phong quá ha. Còn phụ nữ mà làm như vậy á, thì nó ồ con này chảnh. Cái tiềm thức đó nó phải cần rất là nhiều cái thói quen khác để mà thay đổi. Chứ còn mà bây giờ mình cứ hô hào vậy thì thứ nhất là sẽ tạo ra nhiều cái suy nghĩ sai lệch. Giống như nhiều người cứ nhìn Su cứ nói là ồ cô này là suốt ngày cái nữ quyền. Su nói không, tôi chỉ là đúng rồi, Su chỉ thấy là mọi người thì như nhau. Ngày trước Su với mẹ rất là khắc khẩu, đụng tới là thấy không được. Mình thì mình lớn lên mình nói là không, mẹ là như vậy là không được, như vậy là giống như là bị xã hội nó đặt cái vai trò đó lên và mẹ đang carry cái đó. Mình thì cũng nghĩ mình hay lắm, là mình là con là mạnh mẽ hơn này kia. Thật ra không phải. Khi mà càng ngày càng lớn mình thấy là mẹ mình đúng là một người thật là mạnh mẽ, mà không có tỏ ra bên ngoài, là những cái đó là phải từ từ mình mới thấy. Đó, thì cái vấn đề của người phụ nữ là như vậy, họ không có độc tài. Và nhưng mà cũng không muốn là cái sự hy sinh của người phụ nữ là được cho là một điều quá hiển nhiên. Đúng rồi, một điều quá hiển nhiên, chính xác là như vậy. Nó rất là kỳ, và mọi người không nói một lời cảm ơn với mẹ mình, không nói mà hỏi là có sao không, hay là hỏi về sức khỏe, hỏi về tâm lý này kia. Nhưng mà mình cũng ước là đôi khi mẹ nên bộc lộ cái đó ra, đúng không? Mình nên nói chuyện với nhau chút xíu hơn và nên thẳng thắn hơn. Đôi khi là nhiều người phụ nữ cho mình là hy sinh này kia rồi và giữ trong lòng luôn, thì thật ra nó không có tốt. Tại vì một người phụ nữ không vui á, nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới những người khác.
thật ra Su tới với chương trình không phải là thắng thua, bởi vì nó cũng chả giúp Su lại có thêm cái gì lại. Nếu mọi người nói ở đội của Su thắng thì Su cũng rất vui, nhưng mà nếu thua thì cũng chả sao. Tại vì có quan trọng hay không, đó là một cái chương trình thôi. Và một chương trình thì nó chỉ có một số cái chuẩn mực nhất định để mà thắng với thua, còn lại thì mình xem thì mình phải xét nhiều mặt, đúng không? Mình muốn rap là thoát khỏi cái kiếp đó, cái kiếp giống như là chỉ là người phụ họa. Tại vì thật ra mình có nhiều suy nghĩ sâu lắng hơn như vậy nhiều. Thì đó, nói chung là có thể Su nghĩ đây là một cái điểm peak, cái điểm đỉnh cao của nhạc rap. Một phần là do người nghe đã biết nghe, và người nghe là người trẻ. Thì đây là cái lúc mà các bạn quyết định được những cái gì nó xảy ra trong văn hóa nghệ thuật của mình. Mình không thể mong muốn là người ta cư xử như thế nào. Cái đó là cái phản ánh chính người ta, không phải là phản ánh mình. Cho nên là ignore thì cũng không đâu. Tại vì nhiều khi mình đọc mình cũng buồn chứ, mình cũng like, ủa đâu ai biết mình gì đâu mà sao người họ nói mình như vậy, hay là người ta chỉ quan tâm một số cái khía cạnh gì đó nó rất là bề nổi. Nhưng mà thì mình lên một chương trình như vậy mình phải chấp nhận thôi, chứ bây giờ mình càng kiểm soát càng mất kiểm soát. Tuổi 25 đối với Su là một cái đặc biệt. Nó chỉ xuất phát từ một cái hôm mà Su nói chuyện với một người bạn. Thì Su hỏi là bạn dạo này sao rồi? Thì bạn nó bảo là bạn biết mà, 25, giấc mơ chết. Xong Su nghĩ, ủa tại sao, wow, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó đâu, mình không thể lấy một cái thước đo gì mà nó áp cho toàn bộ mọi người. Cho nên là những cái bạn của Su khi mà tới 25 tuổi và họ thấy là mình chưa đạt được cái gì đó, thì họ lại cảm thấy rất là tiêu cực. Và chính cái sự tiêu cực đó nó không có đưa các bạn đến những cái cơ hội, hoặc là những cái thấy nó mới, nó khác, và kể cả cái sự công nhận bản thân nữa. Tôi thấy rất là thương. 25 tuổi thật ra chính là cái khởi đầu của một cái con người trưởng thành. Nó không phải là một cái nơi ending. Trời ơi, có 25 tuổi. What do you think? Thì Su rất là may mắn được thất bại vào 23 tuổi, 22, 23 tuổi gì đó. Thì Su thấy là thất bại sớm á, thì sẽ có lợi hơn. Phải nói là vậy. Ai cũng mong muốn là mình nổi tiếng thành công gì đó thật là sớm để cho sau này mình khỏe, nhưng mà không phải như vậy đâu. Thất bại nó mới giúp mình, và đặc biệt là thất bại sớm thì nó sẽ giúp mình tốt hơn. Còn thất bại khi về sau á, thì nó sẽ có thể là nó sẽ khổ hơn một tí. Bởi vì lúc đó mình đã hình thành một số cái suy nghĩ nhất định về bản thân, về xã hội này kia rồi. Lúc đó nó mới gãy cái suy nghĩ đó. Thì cái sự mềm dẻo trong cách nhìn trong cuộc sống nó không có nữa. Nên mình sẽ bi quan. Đó, thì tôi cảm thấy cái độ tuổi 25 là độ tuổi rất là đặc biệt để cho mọi người nhìn nhận bản thân và xã hội. You know, giống như là mình, nhìn thế giới, rồi nhìn lại mình. Từ lúc mà Su mang bầu á, là chỉ là kết quả của sự hạnh phúc thôi. Nhiều người nói là tại vì có bầu thì mới thay đổi khác, nhưng mà không phải. Su muốn thay đổi mình từ 2 năm trước, khi Su 27 tuổi. 27 tuổi Su nói là ok, tôi muốn phá vỡ những cái gì đó mà tôi đã học, để cho mình coi như là clean bớt, để cho học cái mới hơn. Thì không ngờ là lên 29 tuổi, 30 tuổi Su lại đạt được cái điều đó. Thì khi mà hạnh phúc thì mình không có tập trung vô những cái thứ tiêu cực để mà you know, chống đối nó, thì nó lại nhẹ nhàng hơn và để cho mình phát triển hơn, sáng tạo hơn. Su rất thích về cái tư tưởng âm nhạc mới cập nhật. Nhưng mà chương trình rap Việt thì đây là lần đầu tiên mình có một chương trình rap, cho nên là để mà gần với đại chúng hơn á, thì sẽ có một số cái một cái cliché. Su cho là cliché, nhưng mà người ta cần như vậy. Một số người, người ta cần một cái guideline để người ta hiểu cái gì là cái gì là cái gì.